cháu ngoan đang về. Vì sao có thằng cháu ngoan đang về? Thằng cháu ngoan đang về. Dọn nhà ăn mừng chiến thắng mà thằng cháu ngoan mang về. Dám vừa quen như là khác thường, lần này về thẳm trải lát đường. Muốn gì anh đây chiều các nàng, có thời gian trên tay lại có dát vàng. Điện thoại không thiếu, chủ yếu không nghe. Anh chơi xe rôn sẵn điếu, trở tài năng khiếu đến polymer. Vì rảnh anh lên truyền hình trực tuyến nên bật máy chủ, kiếm thêm miếng trên dưới đáy tủ. Cộng vài trăm nhưng nhân với mấy củ, họ nhìn anh lại muốn xếp bánh ngủ. Lá ngọc cành vàng xếp thành hàng. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, view cùng rap Việt. Mấy thằng đeo khẩu trang nhá. Đeo khẩu trang nhá, ai tập xong đeo khẩu trang. Đeo khẩu, 3, 2, 1. Thằng cháu ngoan đang về, thằng cháu ngoan đang về. Các bác cô chú họ hàng đón thằng cháu ngoan đang về. Vì sao có thằng cháu ngoan đang về, thằng cháu ngoan đang về. Dọn nhà ăn mừng chiến thắng mà thằng cháu ngoan mang về. Dám vừa quen như lại khác thường, lần này về thẳm trải lát đường. Muốn gì anh đây chiều các nàng, có thời gian trên tay lại có dát vàng. Điện thoại không thiếu, chủ yếu không nghe. Anh chơi xe rôn sẵn điếu, trở tài năng khiếu đến polymer. Vì rảnh anh lên truyền hình trực tuyến nên bật máy chủ, kiếm thêm miếng trên dưới đáy tủ. Cộng vài trăm nhưng nhân với mấy củ, họ nhìn anh lại muốn xếp bánh ngủ. Lá ngọc cành vàng xếp thành hàng, đi theo anh liên tiếp thành đoàn. Cười hoan ca pháo hoa tưng bừng, người thấy anh qua đầu cúi lưng trùng nhà nhà nể nang. Gia đình vẻ vang, ai cũng phải kính phục bà anh. Vì cứ mang một đứa trẻ ngoan từ bé đến lớn giờ lập chiến công vang dội. Các huynh đài vẫn đang đợi đón thằng em từ nơi xa về mở tiệc cùng bang hội. Văn võ ngày càng tăng tiến, dù đối đầu kỳ phùng địch thủ, phủ kín cả đất Việt tăm tiếng. Rabbi Capital họ viết lên lịch sử, còn tay anh viết lên tập xác riêng. Tay còn lại nâng ly cùng hào hiệp, lời anh như rót mật tay các em nên drop drop drop. Thế là vào Việt từ phương bốn bể tôn trọng, vì ông thái anh đây chỉ có ông vua làm thế. Sơn hào hải vị phải ăn tới bội thực khi anh gọi chục con cua hoàng đế. Thong dong trên tòa cao chọc trời, vui chơi đã đời năm tháng nắng lông bông lang thang nguyên một thời. Anh đã lướt sóng trên những thăng trầm kết thúc đời sáng trang, đến nay ăn sung mặc sướng. Chỉ cần nhắc tới thằng cháu ngoan là phải biết ngay danh xưng mặt tướng tì xì. Thằng cháu ngoan đang về, thằng cháu ngoan đang về. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Thằng cháu ngoan đang về, thằng cháu ngoan đang về. Vâng, con đây, bà nói đúng. Một phát triển phải lao động chứ đừng chờ sung dụng rồi mới hứng. Ra ngoài phải yêu thương người còn đối diện trước mặt phẳng đối xứng. Vì miệng lưỡi thiên hạ họ nạp đầy băng nhưng con chỉ mới chậm yên tâm. Dù cho đời khốn lên, bụi bặm sẽ bảo vệ con qua thời gian như áo chống đạn. Con đã có lý tưởng riêng, ý tưởng điên để tiến xa hơn. Con đã gặp rất rất nhiều người, hên chung bước thì xin thẳng thắn tôi không giống bạn và là một đấng mày râu. Con đã thắng thằng Tuấn ngày trước nhưng sẽ chịu thua thằng Tuấn ngày sau, nên quyết một lần phá vỡ gương chiếu hậu để không ngoảnh lại đói rách hổ. Tương lai là cánh cửa khóa không chìa thì con vẫn sẽ tìm cách mở. Con cũng đủ lớn để phân biệt đâu là chậm dừng chân, đâu là nhà. Ở đời nơi nương tựa duy nhất mãi luôn là bà. Dù hành trình con đi con tồn đọng nhiều vấn đề, nhưng buồn vui ra sao ngày qua ngày thì con vẫn về với bà. Này về tính lại cái thay bit nhé. Cái đoạn mà thằng cháu ngoan đang về cuối cùng anh sẽ nhân đôi bit lên và sẽ phải chuyển cái đoạn đấy cho nó thật là bùng nổ lên. Vơ 3 thì Thiện phải thêm một cái hi-hat cho TC nghe. Làm tiếng hi-hat hoặc là tiếng đồng hồ TikTok. Đây thử lại cho anh đọc là cái flow nó ngắt gọn gàng như lần trước anh dặn nhá, thử xem. Gì? Yeah. Và đến cái đoạn hook các thứ mình cái thái độ của mình nó rõ ràng mạnh mẽ lên xem. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm.
em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Quán chấp nhận. Ủa Hà ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Con nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.